Tù bữa nay công nhân nghỉ. Công nhân mới đi ca về. Câu mực hồng luôn nha. Câu mực hồng to. Sai tóc sai lớn. Đâu sai cũng được chứ không phải sai lớn. Nó mới bự như vậy. Sai nhỏ là mực nhỏ rồi. Tính câu thêm mấy cái khô đuối nữa rồi. Để cho mình ăn có bộ đúng không? Ừ. Mà tôi vô tôi câu được cái con mực hồng à. Mực hồng. Mực hồng à. Sao kêu câu mực đỏ. Thì đương nhiên người ta quá trình người ta ngâm nước bắt đầu lúc đầu nó đã đỏ đúng không? Nó ngâm nước bắt đầu nó phai đi nó còn màu hồng. À cũng được có mực khô mực ăn là ngon rồi. Còn cái mực đỏ đâu có mà nó đỏ hơn. Biết sao không? Tôi đang chuẩn bị tôi câu thêm cái khô đuối. Mà cái tự nhiên cái con bé nha, chủ của mực này nó phát hiện hả? Nó phát hiện được. Phát hiện là anh chạy bắp ổ gà anh chắc chừng đúng không? Té nhẹ thôi. Té nhẹ. Cái này ăn thua gì đâu. Cái tôi mới giục cái cần câu luôn. Ừ. Lượm được con này. Rồi con này để chế biến sao đây? Chế biến thì bây giờ tôi có nhiệm vụ tôi đi câu thì còn có nhiệm vụ ông chế biến là chuyện của ông chứ tự nhiên hỏi tôi trời. Thì cái mực khô thì làm gì? Cái nướng thôi làm gì vậy? Luộc ăn đi. Mực khô luộc ăn nhặt nhắt là sao ăn? Cái cách này nè giúp cho anh là mực của anh luôn luôn mềm à. Và đậm đà hương vị. Nói chung là anh nhậu đầu tiệc đến cuối tiệc mực anh luôn luôn ngon. Nói chung là dễ nhậu dễ ăn thôi. Dành cho mấy anh em răng yếu hoặc là nhai hoài sợ mổ răng. Không bao giờ sợ mổ răng luôn. Nên là trẻ em người già đều ăn được hết à? Ăn được, người răng yếu cũng ăn được luôn. Người không có răng được không? Người không có răng thì húp cháo à, không được đâu. Húp nước mực. Rồi, okay. Em chia sẻ. Nhưng mà cách đầu tiên thì anh em ta cũng phải ngâm bia. Hoặc là anh ngâm coca cũng được. À ngâm bia cho thơm đúng không? Đúng rồi. Giờ ngâm bia đúng không? Đúng rồi. Hay ngâm coca? Ngâm coca đi. Ngâm coca cho nó ngọt à. Với cách này thì mực mọi người rất là ngon nha. Nhưng mà cái này là cách ngâm thôi. Còn bước sâu nữa. Bước sau bước chế biến nữa chứ không phải là ngâm xong chứ đủ cho ngâm ăn nước thì bình thường quá rồi. Còn hậu phim nữa. Hay còn ở phía cuối ăn mực có khi nào mà trúng mực không ăn riết ghiền mực cũng bé nó chết luôn. Ăn mực ghiền mà đó mọi người sẽ đổ coca vô tại vì ba cái dòng mực khô này á người ta hay bán trong tủ lạnh hoặc là bán lâu nó sẽ khô. Đúng rồi, khô. Mọi người ăn mọi người mỗi răng em thiệt 100% mấy anh em ăn sẽ gặp trường hợp đó là nhai mỗi răng. Ok, với trường hợp này em sẽ chia sẻ mọi người là ăn đến một người răng yếu nhai cũng thấy ngon. Bao nhiêu lâu? Rồi ok, anh ngâm tầm 15 phút thôi. Rồi để tôi nhóm than nướng đúng không? Tại vì anh ngâm càng lâu á mực càng nhạt. Ok. Ok, trong khi thời gian chờ đợi. Em mà tính ra là tôi đi bắt mực đi ấy này là ông phải làm chuyện này chứ ta. Nếu nhà anh có lò nướng vi sóng á thì anh không cần phải nướng than. Tại vì mình nướng xong mình còn qua một công đoạn nữa chứ không phải là nướng là xong đâu. Tôi nghĩ bà đi chứ phải hỏi bây giờ ăn mà chi mà vất vả với trời. Trời ơi nhưng mà anh ăn nhậu á phải ngồi nhậu là 5 phút đâu. Anh ngồi nhậu tầm 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà. Rồi 1 tiếng 2 tiếng là nó khô cứng ngắc rồi anh nhai sao nổi. Còn ăn nhậu mà kiểu mà nội mà hành xác mà làm vậy không thì bà hết nó xỉn mẹ rồi. Lúc anh ăn nó ngon nó không bị mổ răng. Wow. Tại luôn anh ăn nhậu anh ăn 2-3 miếng đầu thấy mềm mềm 2-3 miếng sau rồi nó cứng như đá nhai. Để tôi tin tưởng ông làm thử bữa nay để sao. Mọi người cứ yên tâm đi. Mọi người lấy đồ đốt than rồi. Mọi người làm cách này là đảm bảo mọi người mực mọi người luôn ngon. Sau 15 phút mọi người cảm giác là mực nó thấm coca rồi mà nó mềm á. Mọi người bỏ lên vỉ mọi người nướng. Dịu rồi đúng không? Ừ. Ok. Nhớ làm sao cho một cái dịu là ok rồi. Ok. Đó ok. Mấy anh em cũng thưởng thức là mực ngâm bia rồi. Nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người là mực ngâm coca. Coca thì cái hương vị đậm đà hơn. Ok, để nướng đi nha. Sau mực mà ướp coca, nướng cái màu nó ngon, hấp dẫn hơn. Nó kiểu nó không có cháy. Mềm. Thơm. Rồi ok, được anh Khải, chúng ta nướng tới thôi. Được rồi, không cần nướng khô đâu. Đã chia sẻ mọi người bí quyết nhậu mực làm sao cho đúng cách nha. Đó, nhức đách một con mực luôn. Giống mực một nắng. Bây giờ, thay vì bây giờ anh mang ra anh nhậu đúng không? Cũng được. Nhưng mà không, bây giờ anh chế biến thêm một công đoạn nữa. Đó là anh xé sẵn cho người ta luôn. Đù. Vậy tính ra ông đang gài tôi để tôi làm sẵn cho ông ăn. Có đâu cái gì mà. Em chế biến cho mực anh là luôn luôn thơm ngon. Ví dụ mực cỡ này mực nắng luôn, như mực nắng luôn à. Rồi ok. Xé rồi đúng không? Đấy. Đó, vậy ông gì trên. Ông biết trên TikTok nó có câu nói gì không? Có gì. Muốn ăn thì há cái miệng chó ra đó. Ừ. cũng được đúng không? Cũng được, có ăn là được rồi. Đút vô tới đâu cũng được. Đó, mọi người xem cảm giác là mực nó mềm lắm. Nó mềm. Nhưng bước này mọi người ăn thì vẫn được. Nhưng mà em sẽ chia sẻ mọi người thêm một bước nữa. Để cho mực mọi người nó hoàn hảo hơn, nó ngon hơn. Xé ra hết rồi đúng không? Ừ. Đó, giờ anh xé đồ anh ăn một thử một miếng cho mọi người coi. Xem hương vị như thế nào. Nó sực. Kiểu là mực giống như mực một nắng vậy. Còn mùi coca, mùi ngọt 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 gì vậy? Nói chung là
mực mà. Ừ. Nó ngon. Ngon. Rồi ok. Bây mực công đoạn này thì mọi người có thể mọi người mang nhậu được rồi nha. Nhưng mà em sẽ chế biến thêm mọi người một công đoạn nữa. Em đảm bảo là nhất trách luôn. Với lại mọi người ngâm tầm 15 phút đổ lại thôi. Chứ ngâm nhiều quá mực cũng nhạt đó mọi người. Không còn chắc. À, mọi người xé đây nha. Ok, tiếp theo mọi người sẽ nấu bơ lên. Tết này mọi người có thể làm cho đại khách cũng rất là ok nha. Rồi, bơ có công dụng là giữ ẩm cho mực chúng ta luôn luôn là mềm và thơm. Tôi thấy hơi phiền rồi đó. Trời ơi, nhức nách luôn, ăn nhậu là cắn miếng mực là sạch mực luôn. Nhậu mực khô thấy đời nào hết mực đâu. Ăn được nửa con cứ ngắt ai ăn đâu mà. Ngồi nhằn nhằn thấy mất mệt, mỏi hết cả răng. Kéo thời gian biết không? Ừ. Ăn cách này là anh chế biến xong là không còn con miếng mực nào ở trên bàn luôn. Bỏ phí đúng không? Bỏ phí. Cái kia ta bỏ không tiếc. Khô quá ăn không nổi. Tính ra mực tính đâu có rẻ, anh tưởng rẻ tiền hả? Ừ vậy à, tính ra mọi người để bình thường đi, để cho khách tăng ít thôi. Về đúng nhà rồi. Mà còn nhậu lắp cho người khác nữa. Nó sạch, nó ví dụ như là một buổi Tết là rất là nhiều người lui tới đúng không? Ừ. Mà ông làm ngon quá là ăn hết chứ khách sao là không có, ông lại tốn thêm con nữa. Đờ ok, vậy thôi. Sao rồi, bỏ vô đúng không? Rồi, anh bỏ vô anh xào. Đụng con rùi ghê hả? À. Không rất thơm. Thơm. Thôi cái này không được. Đó, bơ nó có dầu, dầu nó sẽ giữ ẩm cho mực mọi người luôn luôn là mềm. Cho nên là mấy bác mà răng yếu ngồi nhai cũng ok. Nhưng mà tôi nghĩ không nên làm. Sao? Là mình nhậu thôi chứ mà nó làm để đẩy khách không nên. Biết đâu mà lỡ mấy bác già quá răng không nổi thì cho bác gặm miếng. Thứ nhất là nó tốn mồi, thứ hai nữa là tốn bia. Đó ok, mọi người đảo cảm giác là bơ nó thấm hết trong mực mọi người à, vớt ra. Cảm giác nó thấm hết rồi, vớt ra đúng không? Ừ. Thơm dữ trời. Rồi ok rồi đó. Ok. Tôi là hay nấu nướng rồi. Hay dùng nón hả? Hay dùng nón. Đó, mọi người vớt ra. Yên tâm đi, có bơ đây là mực mọi người lúc nào cũng mềm hết. Không có cứng như khoe củi nữa đâu. Thơm ơi, thơm trời ạ. Mới nhìn vô tưởng là khúc cây. À, bây giờ đây mùa nhậu của hai vợ chồng nha anh. Tí kế tối hai vợ chồng uống lai rai dễ ngủ. Vậy là cái này là ông không được hưởng. Không, ý là em nói vậy thôi. Chứ bây giờ giống như là mình cho nhậu những người anh em nào thân thiết với bỏ công ra mình làm mùa nhậu thôi. Ý là vậy đó. Như tôi không có ai thân hết trơn á. Có. Anh cứ ăn đi rồi anh em sẽ lòi ra cái thân. Ăn trước không rồi đã nha. Ừ. Vẫn mềm đúng không? Thơm. Nó thơm mà nó mềm mà nó ngọt. Ê, nó ngọt, cái gì cũng có vị hết trơn á. Ngọt à? Nó ngọt vừa có mùi bơ nè. Mà nó rất là mềm. Ừ. Nó mềm lắm. Ừ. À. Nó mềm mẹ hoài chứ không phải kiểu mà nhai kiểu mà như là khô 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 mật đâu. Ừ, nghe giống đúng rồi. Thơm. Bây giờ bắt đầu mình thử vô cái này nè. Nghe mùi bơ nữa. Quá thơm nhiều nhiều tí. Hết giờ. Hết giờ. Sao? Còn cái đầu nữa. Ừ. Cái que. Không mà mình nó ngon lắm kìa chứ không phải là bình thường như là cái mực mực đập mực gì đâu. À. Hồi nãy quên mời đại gia đình. Dạ mời. Mời gia đình cái rau mực cái này là ngon nhất. Ừ. Mềm lắm. Chù. Thôi bây giờ về đi. Về đi gì nữa? Cái em đi mua bia. Thì tôi có nói đâu. Ừ. Bây giờ ông cứ đi mua bia về đây đi. Ừ. Ừ. Nhớ mua nhiều nhiều tí. Ừ. Cái này gọi là mỗi lần một miếng là ông uống một lon là một miếng một lon gì. Ừ. Một lon là 5-6 miếng à, vậy cũng được nữa. Ừ. Nhiều lắm nữa rồi mà ngon thiệt, ngon lắm. À. Thử đi. Ừ. Chù già xuống. Ok ok. Quốc tiền đó em chia sẻ mọi người nha. À, Tết này mọi người có đãi mực khô gia đình đó, thì mọi người có thể đãi thân thiết, mọi người hãy làm thử cái món này cho người ta ăn. Ừ. Với lại là cái này giúp cho mực nó không bị khô, răng yếu yếu nhai cũng ok luôn, mềm thịt ngon thịt và hương vị đậm đà. Ông để tên chiều cũng không khô. Ok nhớ đăng ký bật chuông nha. Hẹn gặp lại lúc sau.